Chồng của chị làm cái công việc gì để mình sinh sống? Có, ông bỏ chị rồi. Ông đi nói là đi làm vậy được cuộc không để đi luôn vậy. Là đi làm vậy là đi luôn á. Là bỏ lại bốn đứa con mình như nuôi bốn đứa. Bốn đứa con. Tiếp tục chuyến hành trình thì Gà sẽ đưa cả nhà mình đi lên trên núi nữa nha. Mình lên trên núi để mình tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn ở trên miền núi. Đây là núi quê hương của Gà, tỉnh Ninh Thuận. Gà xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên nhìn của mình. Hôm nay Gà lại ở trên núi để chia sẻ đến cả nhà mình những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên núi. Thì Gà mời cả nhà mình hãy cùng Gà tìm hiểu những hoàn cảnh trên núi nha. Phía trước của mình là có một con heo mỏi, nó đang đứng nó nhìn mình kìa cả nhà ơi. Con heo màu đen, đen từ lùi luôn. Thì Gà được người dân ở đây chia sẻ có một cái hoàn cảnh rất là đáng thương cả nhà. Gia đình rất là khó khăn nên là lên trên núi để sinh sống. Hai con luôn chứ không phải là một con, hai con heo mỏi luôn cả nhà. Nó vừa mới đi tắm sình xong tại vì khí hậu ở đây nó nóng quá. Nắng nóng nè. Ốc. Nắng nóng thì heo nó thích đi tắm sình giống như là một con trâu vậy cả nhà. Hai con heo. Đây con. Ôi sợ nó cắn hết cả nhà. Khi đến đây thì mình nghe tiếng có chó sủa nè. Đây là cái cổng của gia đình nè cả nhà. Mời cả nhà mình đi vô trong cái ngôi nhà thân thương của gia đình nha. Đây là phía trước cái ngôi nhà của gia đình nè. Gà xin phép cả nhà mình đeo khẩu trang nha. Chào cô, chào mấy chị. Chị cho em chia sẻ một chút xíu nha. Xin lỗi chị cho em hỏi là chị tên gì vậy? Tên Yên. Tên Yên hả? Dạ. Năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? Chị 32 tuổi. 32 tuổi. Ồ, gia đình của mình đang lấy mì để bán hả chị? Dạ đúng rồi. Ai? Là mì đây mình bán là bao nhiêu một ký vậy chị? Còn 10 ngàn ký. 10 ngàn một ký hả? Khô á nha. Khô. Chôm ướt là người ta bán rẻ. Ướt là sao chị, mà khô là ướt sao? Ướt gì này mình lục xong mình phơi khô. À cái này là nó còn hườm á đúng dạ, không? Đúng rồi. Còn cái này là nó chín rồi. Và cái này mình phơi khô nữa hả? Phơi khô nữa. Ta mua mấy giá cao. Là 10 ngàn đồng một ký. Dạ. Là cả gia đình của mình là đang làm như đây. Sáng giờ được như đây hay sao? Dạ đúng rồi. Bên kia nữa. Dạ. Được 10 ký chưa chị? Chắc cũng hơn. Hơn 10 ký hả? Dạ, chắc cũng hơn. Tới mùa me là mình đi lấy me. Dạ đúng rồi. Còn như mà không có mùa me thì mình làm cái gì? Dạ không có mùa me thì đi làm kiểu như người ta kêu đi làm. Đi làm. Dạ. Thường mình làm công việc gì vậy chị, trên núi này á? Trên núi làm rẫy, làm đồ. Người ta mướn mình hay sao ha? Dạ. Mình làm cho mình. Làm cho mình nữa rồi á hả? Người ta kêu mình làm, mình không có tiền thì mình đi làm cho người ta. Dạ. Là mình làm cho người ta, thường là ở trên đây người dân mướn mình làm một ngày là bao nhiêu tiền vậy? 120, 130. 120, 130. Làm cỏ hả? Dạ đúng rồi, làm cỏ luôn. Làm nguyên ngày luôn. Dạ. 120, 130 họ dạ. Có lo cơm cho mình ăn không? Dạ có chủ thì lo, có không có chủ không, có chủ thì mình đem cơm ăn. Dạ. Có chủ lo, có chủ không? Dạ. Là chị có gia đình chưa? Chị có rồi. Bé đây là con của ai? Con của chị. Chị có gia đình rồi hả? Chị có rồi. Con của chị đâu không? Chị không có con. Không có con hả? Dạ. Chị lập gia đình lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi mà không có con. Dạ. Mình có đi khám bệnh không? Có đi khám bệnh, bác sĩ nói bình thường. Bình thường. Dạ. Nhưng mà không có con. Dạ. Vậy chị dắt chồng của chị đi khám bệnh luôn? Không, chị không có tiền. Không có tiền. Vậy là chồng chưa đi khám? Chồng chưa đi khám. Có mình chị thôi. Dạ. Này họ đi nè. Cảm ơn chị đã chia sẻ đến cả nhà của mình nha. Chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe. Bác ơi, bác cho con đeo cái này chút xíu nha. Bác ơi, bác ta lấy cho tao. Cười. Bác cho con hỏi là bác tên gì vậy? Tên chúng là Khuyết. Cái gì bác? Khuyết. Châm mà lấy dạ, phết. Khuyết. Dạ, phết. Dạ. Năm nay bác nhiêu tuổi vậy bác?
Sinh 70. Sinh 70 hả? 70 vậy là năm nay 53 tuổi. 53 tuổi hả? Dạ, phải không? Già cao rồi. Già cao không biết luôn hả? Ủa, đây là mẹ của chị hả? Người ngoài. Người ngoài thôi hả? Bạn bè. Bạn bè đó hả? Ừ. Nhà bác ở đâu? Ở làng. Ở dưới làng đó hả? Dưới làng lên đây chơi hả? Ừ, chơi chỉ có cha. À, lên là lột cái này hả? Ừ. Lột cái này có ăn chi không? Ăn chung luôn à. Ăn chung luôn hả? Không ăn chi hả? Ừ, bạn bè mà. Bạn bè hả? Xin lỗi cả nhà nha. Vì mình còn ho á. Ừ, bác ăn cơm chưa? Ăn rồi. Là mình có nhà trên núi không? Hay là ở dưới làng thôi? Không có nhà trên núi. Thường là mình ở dưới làng mình làm gì bác? Làng đó, đâu có đi, không có gì đâu. Không có gì làm hết. Ừ. Con trẻ thì đi làm, còn già thì đi làm gì nữa. Dạ. Lớn tuổi rồi, không ai, không ai... 53 tuổi đi làm gì nữa. Dạ. Rồi mỗi ngày là tiền đâu là mình mua gạo ăn? Thì xin ra đây một ca gạo, xin ngày kia một ca gạo, đồ ăn, bữa sáng, bữa trưa gì đó. Yeah. Bác có con cái gì không? Không. Không có con cái hả? Không. Ừ. Ồ. Rồi nhà ồ. Hả? Nhìn bác 53 tuổi nhưng mà nhìn bác lớn lắm cả nhà ơi. Rất là lớn luôn. Giống như là mình già trước tuổi vậy đó. Cái mì đây á, là phải leo tuốt ở trên cây nè. Lúc mà còn nhỏ gà leo cây mì dữ lắm. Nhưng mà khi mà mình lớn á, là mình không có dám leo lên cây nữa mà mình run tay run chân cả nha. Con chào bác nha. Bác ở đâu vậy bác? Ở đây nè nhà, ở đây nè. Ở đây hả? Ừ. Mình qua đây chơi hả? Ừ, qua đi chơi thường nhà ở đây nè. Dạ, mình ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ừ. Là nhà mình là bác có gia đình không? Có con cái gì không? Con. Nhà tâm bác, tâm dầu có. Dạ. Yeah. Ừ. Không có con cái gì hết á hả? Ừ. Sống con mình à? Có một mình thôi. Dạ. Yeah. Thấy thương quá. Ừ. Sao hồi đó mình không lập gia đình vậy bác? Không có lập gia đình đâu. Già rồi không có. Có chồng rồi, chồng chết 6 năm rồi. Chồng chết 6 năm rồi. Ừ, ở một mình thôi. Dạ. Yeah. Sống là ở một mình thôi. Ừ. Rồi mỗi ngày mình làm công việc gì để mình kiếm tiền? Ừ. Sao kiếm tiền không được giàu rồi, kiếm tiền không được chứ kiếm bộ phân, kiếm ở trong rừng này nè, ở trong rừng đó. Thì lấy phân đó hả? Ừ. Lấy phân con bò hả? Lấy phân con bò, một bò có 10 ngàn. 30 ngàn. Ừ. Ừ. Cái tình trạng mà chồng mất, là vợ mất rất là nhiều ở đây cả nhà. Ừ. Tại vì bệnh tật rồi không có tiền chữa phải không bác? Có đâu. Ừ. Là đi tìm phân bò về kiếm ăn thôi. Ừ, kiếm được có 10 ngàn thì một bò, có 10 ngàn thì kiếm bò. Rồi vô tháng mưa rồi phân bò nó đâu có lấy được đâu. Phân dê. Phân dê. Ừ. Phân dê nó sao mình lấy được? Nó lấy vừa ra rãi nó. Dạ. Yeah. Thương như có nhà. Năm nay bác bao nhiêu tuổi? 50 tuổi à. 50 tuổi hả? Ừ. 50 rồi. Ừ. Bác tên gì? Ca to thì nung. Ca to thì nung. Ừ, nung, ca to thì nung. Ca to thì nung. Ừ. Là mình lên đây mình chơi. Ừ. Đi chơi thôi, đi thăm con em à. Chị ơi, chị tên gì vậy chị? Tên Hiền. Chị tên Hiền. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Năm sinh 87. 87. 87 hả? Chị có mấy người con? Là con gái của chị hả? Bốn đứa con. Bốn đứa con hả? Và chị làm công việc gì để kiếm tiền? Để nuôi? Đi đâu? Người ta kêu làm đi rửa chén thì chị đi rửa chén. Ừ. Rửa chén mướn của người ta. Người chén mướn. Thì hết đi làm người ta kêu rồi đi lụm phân bò. Dạ, lụm phân bò. Ừ, mẹ có trái thì mình thấy mẹ vậy. Ừ, mẹ có cho hai mẹ. Không có việc làm đâu. Không có việc làm gì hết. Không có tiền. Rồi chồng của chị làm cái công việc gì để mình sinh sống? Có, ông bỏ chị rồi. Bỏ rồi hả? Bỏ rồi. Ừ, sao lại bỏ chị? Thì... Chị xinh đẹp như vậy mà. Đẹp đâu, ông bỏ lúc chưa tức Tết tới giờ này luôn á. Dạ. Chị có biết lý do sao mà chồng mình bỏ mình không? Không biết đâu.
Không có biết hả? Không. Ông đi nói là đi làm vậy, đục cục không để đi luôn vậy. À, đi làm vậy là đi luôn á. Bỏ lại bốn đứa con mình chỉ nuôi bốn đứa. Bốn đứa con. À, sao mà thương với cả nhà ơi. Bên kia thì bác bên kia thì chồng móc. À, bên này là chị, này là chồng bỏ. Là con của chị ba đứa nữa đâu? Ba đứa ở nhà. Ở nhà hả? Ừ. Chị có một ngôi nhà dưới làng hả? Ở nhà dưới làng. Nhà khổ lắm. Không có nhà ở. Mưa thì giọt. Nước vô y như nước biển, ngủ không được, ngồi chừng nào hết mưa rồi. Cái nhà bằng cái gì chị? Nhà dán. Nhà bằng dán hả? Nhà cây dán á. Là trời mưa là nước nó chảy vô nhà mình. Chảy vô nhà mình. Chị lên trên đây là cái chị kia là ở nhà em. À, chị đó là em ruột của mình hả? Em ruột. Dạ. Ở với em. Là lên đây ở với em. Xuống ở với em. Ở luôn hay sao chị? Ở lâu lâu xuống ở với em vậy. À. Mình không có gì ăn, xuống ăn ké với em gái. À, ăn ké với em gái. Rồi ba đứa kia có đi học không? Không, bỏ học rồi hai đứa, còn đứa thứ tư còn học. Ủa sao lại bỏ học chị? Thì nhà mình khổ quá, giúp công việc mẹ, rửa chén, giặt đồ cho em, mẹ đi làm vậy. Ý là để con ở nhà giữ em á hả? Thương quá vậy. Con thích đi học với bữa mẹ con đi học nữa. Không ở rồi nhà. Một mình chị sao mà nuôi nổi bốn đứa? Thì đó, thì có ăn nhiều thì có ăn, có thôi vậy. Có ai mướn mình làm cái gì không chị? Không có mướn, thì người ta kêu thì mình đi làm vậy. Dù người ta đi làm cỏ, hay đi mướn, đi rửa chén tạp hóa người ta rửa chén á. Thì mình rửa vô. Tạp hóa rửa chén. Bữa chị đi mấy ngày hết công việc rồi, nhà chị về. Không đi làm nữa. Mê là mình đi hái mê, tới mùa mê thì mình hái mê. Mùa mê hái mê. Dạ. Con có sữa uống không con? Có sữa uống không? Có sữa cho cháu uống không chị? Không có tiền mua. Không có tiền mua hả? Thèm bánh khóc. Mẹ ơi, thèm bánh, thèm sữa, không có tiền mua sữa uống. Mấy cháu thương nha. Đây chú dẫn đi mua sữa uống nha. Đi mua sữa đi. Nha, dạ đi mua sữa đi. Đây, mua sữa mua bánh đi liền cả nhà. Thương cho. Đây chú ẵm nè, đây. Ẵm đi mua sữa. Nó tương tướng là ba nó không à. Đây, đi này ẵm mua sữa đi. Nha, ẵm đi nha. Ôi chịu luôn cả nhà, chịu luôn. Chứ gặp mấy đứa khác là nó khóc liền à. Nó nhớ ba không à. Nên mẹ ba đâu, mẹ ba đâu. Mà lâu rồi, bao nhiêu lâu rồi ba chưa dời. Nó là ba chết rồi. Nó không chịu đâu. Chị nói là ba chết hết rồi. Ba chết rồi. Không có ba nữa, ba chết rồi. Vậy là ba không có điện thoại hay là như thế nào không về thăm con luôn? Không. Bỏ lại bốn đứa. Thấy thương chưa cả nhà, thương chưa? Đứng rồi, xe tay ra đây. Hôm nay gà đi lên đây, mình đi lên một cái vùng đất mà mình chưa có đến đó, nên là mình không có mang theo như là bánh kẹo, sữa cho mấy đứa nhỏ. Tại vì lần sau á, gà mới đi lên được, tại vì mình muốn đi tìm và thăm hỏi những cái hoàn cảnh trước. Rồi bắt đầu mình mới đi tìm hiểu tới, mình mua quà, mình tặng cho họ. Đây, ẵm con đi chơi nha, ẵm đi chơi. Đi, ẵm đi chơi nha. Đây, chú ẵm đi mua sữa. Mua sữa, mua bánh nha. Nha, con uống sữa không? Đi ẵm đi nha. Ẵm đi luôn cả nhà. Con cái nhà thấy thương chưa? Đi nha. Nha. Ấm nhờ ấm nhách nè, không có tiền mua sữa uống nữa cả nhà. Thôi đi thôi, đi thôi. Con xuống đây. Mang dép trái nè. Bỏ dép ra mang lại. Dép ra, bỏ ra. Đó, bỏ, mang về mới đúng nè. Đó. Bữa nào lên mua sữa cho con nha. Ở trên núi thì mình đi mua xa xôi quá cả nhà ơi. Là bây giờ mình dọn vô xong rồi hả chị? Dạ. Xong rồi đi bán hả? Không. Cái này là bữa cho bò ăn. Đây là, ủa cái vỏ mía này con bò nó cũng ăn luôn hả? Đây cho bò ăn. À. Còn cái này lục xong rồi mình đi bán. Cái vỏ mía không biết ở trong cái vỏ mía nó có cái chất gì mà cho con bò nó ăn. Biết bò nó ăn á, mình đũa xong rồi nó ăn. Hay mình tới đây mình ngồi cho sạch sẽ đi chị đi. Em rửa tay chút xíu nha. Nước gì kìa?
Dạ, không, lúc đây cũng được, không sao đâu. Bây giờ xuống dài mà. Ở đây có một cái bàn rất là đẹp nữa cả nhà. Ở trên bàn thì gà thấy có hai con chim. Thì theo gà biết đây là cái con chim cú mèo hả anh chị? Ở đâu vậy chị? Ở đâu có hai chim này vậy? Hai mì. Ở trên cây mè. Hai mì hả? Ừ. Chị, trên cây chị bắt về hả? Không, bà già nãy. À. Đây này hai người đi leo mè hái. Là hồi nãy là cái bác hồi nãy là bắt con chim về. Ừ, bắt con chim về. Ừ. Mình bắt con chim về làm gì chị? Nuôi. Ừ, nuôi hả? Ừ. Nhưng mà chị biết con chim này là chim cú mèo không? Biết, nhưng lỡ rồi, lấy mà lỡ rồi thôi. Dạ. Ừ. Tại vì cái con chim cú mèo á là em nghe người ta nói là xui lắm á. Bắt con chim về xui lắm. Chim cú mèo theo gà được biết là thường thường không biết là gà nó có đúng hay không. Thì thường thường gà thấy là những cái hộ gia đình mà có người mà sắp mất á cả nhà thì nó sẽ bay tới và nó báo hiệu cho mình biết á cả nhà. Thì lúc trước á, năm đó là gà có 15, 16 tuổi gì à. Gà có làm ở trong Sài Gòn á, thì có một cái gia đình có hai ông cụ bà cũng lớn, rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà cụ bà thì bị bệnh nặng cả nhà. Bị bệnh nặng cũng là gần mất rồi. Đó thì gà có thấy là con chim đây nó bay về cái nhà, nó đứng trên cây, nó hú. Nó hú nó kêu mà gia đình ra đuổi nó đi. Tại vì người ta ở bên Phật người ta cũng tin đó cả nhà. Người ta đuổi nó đi, nó bay một vòng, xong nó quay lại nó hú nữa cả nhà. Thì qua cái ngày hôm sau á thì cụ bà đó mất luôn cả nhà. Bởi vậy mình mới tìm hiểu về cái con chim này. Thì gà có xem trên mạng cũng có nhiều người ta nói là nó đến nó báo hiệu cho gia đình mình biết á. Vì con chim này nó cũng rất là, nó mang lại những điều không may mắn đến với mình đó cả nhà. Là mình đem cái con chim này về mình nuôi. Chị biết nó ăn cái gì không mà chị nuôi? Biết ăn gì luôn á. Thế bắt à? Thế bắt. Ừ. Không biết cái gì đâu, thế trên cây, thế gì bắt à? Dạ. Là chị biết cái tổ của nó không? Hồi nãy chú cái u cây á. Dạ. Cái lỗ cây á. Ừ. Ừ, hồi nãy làm cái ổ cây. Trong cái bọng cây đúng không? Ờ. Em nghĩ là tí nữa chị nên bỏ con chim lại chỗ đó đi. Tại vì tội nó lắm. Bây giờ em nói cho chị cái này cho chị dễ hiểu nha. Ví dụ như chị sinh con gì ra, người ta tới bắt chị đi á, bắt con của chị đi, chị có buồn không? Buồn chứ. Dạ. Người ta bắt con chị đi hết luôn, chị về chị không thấy con chị buồn không? Buồn. Con chim nó cũng vậy á. Ừ. Đúng rồi. Bây giờ như là nó đi tìm mồi cho con nó ăn, mà nó về nó không thấy con nữa, chắc chắn em nghĩ nó sẽ đứng ngoài nó la, nó buồn lắm. Nó buồn nó khóc luôn, mình không biết thôi chứ. Thì mình cũng vậy thôi. Như chị sinh con gì ra, chị đi làm, chị kiếm ăn mà chị về, chị thấy người ta bắt mất con chị thì chị cũng sẽ buồn, chị khóc. Tí nữa mình mang ra mình bỏ lại chỗ đó đi chị. Bây giờ chị không biết nó ăn cái gì, mà mình đem nó về nó sẽ chết. Chắc chắn là nó sẽ chết luôn á. Nó còn nhỏ, nó chưa có mở mắt nữa, cả nhà thấy thương lắm. Con có thích chơi chim không? Ừ? Ngoan, cả nhà ngồi im ru à. Rất là ngoan luôn. Ừ, tí nữa chị dẫn em về nhà chị luôn nha. Yeah. Nhà chị từ đây xuống dưới làng gần không? Ở làng. Ờ, dưới làng. Ở làng. Gần lắm hả? Ừ. Mà chồng chị đi làm chưa về chị? Chưa. Chưa về. Chiều mới về hả? Tối mới về, 6 giờ, 7 giờ mới về. Ừ. Mình ở trên núi này mình có gặp trở ngại khó khăn gì không? Có. Có hả? Gạo cơm rồi. Gạo cơm rồi. Ừ. Điện nước đồ không có luôn. Sống trên núi đây mình chỉ uống nước suối thôi đúng không? Đúng rồi, nước suối gần đây. Ừ. Trong nhà là ban đêm mình sử dụng điện như thế nào? Đốt lửa hay sao? Đốt lửa rồi mình đèn pin và đèn sạc. Ừ, đốt lửa đèn pin đèn sạc. Sạc trên lò. Dạ. Sạc xong mình xài một ngày, qua ngày mai mình xài tiếp, mình sạc tiếp. Dạ, qua ngày mai mình sạc tiếp. Ừ. Hồi nãy gà có chia sẻ đến cả nhà mình có hai người bác đang ở đây, nhưng mà một người bác thì không biết sao bác đi về nhà rồi cả nhà. Bác đi về nhà, còn một người bác nữa thì tại vì gà thấy bác đó không có thật thà. Lúc nãy gà có hỏi bác là bác có con hay không. Nhưng mà bác nói là bác không có con. Thì hồi nãy em nghe chị nói là bác có một người con đúng không chị? Dạ. Con trai con gái gì vậy? Trai. Con trai lớn nè. Lớn. Đi làm. Ừ. Tại vì nói thật ra là em không có thích người nào, không có thật thà.
em đến đây em chia sẻ những cái hoàn cảnh đến cho những người đồng bào, thì em sẽ hỗ trợ và giúp đỡ. Em sẽ giúp đỡ cho hai chị và giúp đỡ cho hai bác lúc nãy luôn. Nhưng mà bác đó em thấy bác không thật thà, nên em sẽ không có giúp đỡ cho bác đó. Tại vì em muốn mình đó là mình chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị xem qua cái màn ảnh nhỏ của mình, là mình có cái gì mình nói đó, mình đừng có giấu giếm. Tại vì em biết hết á, người đồng bào mình ở trên đây, và cái tiếng đồng bào của mình em cũng biết chút chút luôn, chứ không phải là em không biết. Hồi nãy khi mà gà hỏi bác á, thì bác nói là bác không có con, nhưng mà gà nghe chị này nói là nói tiếng của đồng bào ở cả nhà, là chị nói là bác có một người con trai mà bác nói bác không có con là không có đúng. Tại vì gà hiểu được điều đó, nên gà biết là bác không có thật lòng nói là nói không có cả nhà. Thì mình cảm thấy rất là buồn khi giờ bác đi về rồi, chỉ còn có hai chị ở đây thôi. Hôm nay mình có cái gì ăn không chị? Chị này nữa. Canh mít. Canh mít hả? Em ăn rồi. Dạ em ăn rồi. Canh mít cũng rất là ngon á. Dạ. Mít cũng rất là ngon, nhưng mà em ăn rồi. Bữa nào lên chị cho em ăn bữa nha. Bữa nào em đói nữa. Hôm nay là con xin phép cô Nguyên Hiếu ở Mỹ. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, cô có gửi cho con là 5 triệu đồng. Con xin phép cô á trích cái số tiền quỹ của cô ra để gửi tặng cho hai chị ở miền núi, ở trên núi này. Còn cái bác mà hồi nãy ngồi đây nè cả nhà, thì sẽ trở lại cái ngôi nhà của bác và hỗ trợ giúp đỡ cho bác sau nha. Nhưng hôm nay là con sẽ hỗ trợ cho hai chị trước. Cô Nguyên Hiếu ở Mỹ. Chị ơi, tí nữa xin lỗi chị nha, tí nữa chị dắt em xuống nhà nha. Em muốn biết cái ngôi nhà ở dưới làng của mình như thế nào á. Em trong đây là 2 triệu đồng, thì con xin phép cô Nguyên Hiếu ở Mỹ gửi tặng cho chị để chị có tiền mua gạo ăn. Bữa nào em lên đây em sẽ tặng cho chị một cái đèn năng lượng mặt trời. Em cảm ơn. Nha. Có em mừng lắm nha. Một cái đèn năng lượng mặt trời cho nó sáng nha. Có em mừng lắm. Em gửi tặng cho chị nè. Em cảm ơn nha. Thì dạ. Cảm ơn mạnh thường quân hàng giúp đỡ cho em. Số tiền này em sẽ mua gạo để ăn. Bây giờ em gửi cho chị thêm 1 triệu đồng nữa. Cái này đó là chị xuống chị mua gạo, chị bỏ trong nhà để dự trữ nha. Dạ. Bỏ trong nhà để dự trữ. Mình mua gạo, mua những cái mà cần thiết cho gia đình của mình, chẳng hạn như mắm muối đồ á. Dạ. Nhưng mà em hứa với chị là tại vì gà đặt đèn năng lượng mặt trời, nhưng mà đèn năng lượng mặt trời hiện tại ở Sài Gòn đó nha, chưa có về. Có đèn năng lượng mặt trời em sẽ tặng cho gia đình mình một cái đèn năng lượng mặt trời. Dạ, em mừng lắm luôn. Em muốn có muốn có ánh sáng luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây tôi thương lắm luôn. Tôi thương. Có đêm thì mình ngủ thì có ma nó nhắc mình nữa. Có ma không? Có, y là nghe tiếng thôi chứ không có thấy ma. Trời sợ vậy? Làm cho mình sợ. Rồi mình nghe làm nó nhắc mình. Dạ. Nghe sao chị? Nghe sao? Nghe hú đùa, nghe hú gì, nghe giống như gà của mình, gà con gà của mình. Nghe tiếng con gà của mình đồ, xong mình đi coi mà không có. Xong nó nhắc mình làm cái đầu mình nó to, tưởng cái đầu mình to lắm. Cái người mình nó nặng hết luôn, giống như là ma nó nhắc mình á. Là chị thấy cái đầu của gì nó to? Biết cái đầu mình á. À. Nó nhắc mình á. Làm cho mình sợ. Chứ thật nó không có cho mình thấy, nó làm cho mình sợ thôi. Nghe tiếng y như con, y như người vậy á. Hú mình ở sau nhà đồ gì nè. Rồi nghe tiếng ngừ đồ, chứ mình ra không thấy gì hết trơn. Dạ. Ở đây không có ai hết trơn, tôi thui tối là tối lắm luôn. Tôi thui tới mò luôn đúng không? Mò, không có thấy cái gì luôn. Đúng rồi. Dạ. Sợ quá, cả nhà ở trên núi này mình cũng sợ. Nếu mà gà ở trên đây gà không dám ở không? Tại vì ở trên đây nó cái thứ nhất mình không có điện đuốc nè. Ban đêm mình không có điện, mình sợ rắn nữa. Dạ. Mà ma nhát mình đâu có chết đâu. Dạ, đúng rồi, mình nhưng sợ. Mà rắn cắn mình mới chết chứ. Không có nữa, có rắn nữa. Rắn nó có bò trong nhà mình không chị? Có. Mình đuổi ra ngoài. Ngủ trên mũ bảo hiểm luôn. Trời. Leo vô trong cái mũ bảo hiểm nó ngủ luôn. Sao có mình treo cái đê bảo hiểm gì nè. Xong nó mình không biết. Mình lấy ra thấy nó một đống luôn trong đó. Có ngày thì có chứ. Còn đây là cái số tiền của cô Nguyên Hiếu
À, gửi tặng cho gia đình của mình. Bây giờ chị nhìn vào cái màn ảnh nhỏ của em, cảm ơn cô Nghiên Hiếu đi. Dạ, em cảm ơn cô Nghiên Hiếu đã tặng số tiền cho con. Hôm nay gia đình mình xuống mình mua rau hay này kia đó, thịt gì mình về mình ăn bữa nha, ngon ha, ăn bồi bổ sức khỏe ha. Bây giờ chị dắt em xuống dưới ngôi nhà của chị dưới làng nha. Xa không chị? Trên làng. Từ đây xuống đó khoảng bao nhiêu lâu? Chỗ ngã ba đó, xuống đây là mấy cái nhà, 3-4 cái nhà đó. Xuống 3-4 cái nhà luôn hả? Chỗ ngã ba. Không có xe, bây giờ em sẽ tìm. Sao đi bộ xuống đây? Đi bộ xuống hả? Em sẽ tìm cách để chở hai mẹ con mình đi xuống dưới đó nha. Khổ lắm. Là khổ mà em thì không có con thì nói chung là thì nói chung em không có con khổ thì em ấy đỡ được. Mà bà khổ mà có con, 4 đứa con nữa. Bà sùng sệt hết luôn, khổ lắm. Chồng thì bỏ đi nữa. Không ai lo nè. Không có ai lo nè. Có thì em cho ăn, có thì nhịn giống nhau thôi. 4 đứa con tội lắm. Bây giờ mình đem con chim ra và cái cây mình bỏ đi chị đi. Bỏ lên lại cái tổ của nó đi. Đừng có bắt nó nữa. Chiều bà già đó xuống đây giữa bà già bỏ trên cây lại. Hồi nãy bà đó bắt. Hồi nãy bà leo, bà đó bà leo bắt. Bây giờ mình đem ra mình bỏ lên mình có phước chứ. Cái cây chỗ nào đó chị? Cây me đó. Ồ cái me đó hả? Ồ cao lắm. Cái cây me. Ồ cái me đó nó nằm ở trên cao luôn hả? Ồ. Mình có cái túi gì mình bỏ nó vô không, xong mình leo lên mình để lại con chim cho nó. Dạ. Cẩn thận để nó gãy tay gãy chân nó. Ở đây là cái vùng đất này của người đồng bào họ trồng cây điều này cả nhà. Họ quý lắm nha cả nhà nha, 1-2 cây điều nó không có bao nhiêu hạt hết á, mà cũng không bao nhiêu tiền, nhưng mà ở trên đây họ rất là quý. Khi mà nó ra trái đồ á, họ canh, họ sợ là người ta hái trộm đồ á. Người ta canh để người ta bán kiếm vài đồng để mua gạo ăn. Ở trên đây á, đối với người đồng bào 70 ngàn hay 100 ngàn gì đó, đối với họ là rất là quý á cả nhà. Nhiều lắm hết chứ. Đúng không con gái? Bữa sau mình thấy chim rồi mình đừng có bắt nữa chị nha. Đừng có bắt chim chứ. Bắt chim tạo nó lắm. Hộp xuống. Biết né nữa chứ. À chà chà. Ồ tuốt trên cây cao vậy luôn á hả? Ồ là chị có hay leo cái cây này không? Có, sáng đó hai cây này. Ồ hai cây này luôn hả? Ồ cái cây thẳng băng sao chị leo lên được? Thì đứng đèn con người leo, con người cầm cây này nữa. Ồ vậy hả? Ồ. Được không chị? Gà thì gà không dám leo nha cả nhà. Mình rung tay rung chân á. Mình dám leo đâu. Đó chị nghe nó tiếng nó kêu không? Cẩn thận nha. Em cầm cây chị. Em cầm cây này cho. Được không? Không được thì đấy nha. Là cái cây này là chị leo từ nhỏ đến giờ luôn đúng không? Dạ. Vâng. Không sao đó em chỉnh rồi. Năm nay là chị, hồi nãy chị nói là chị 30 mấy tuổi chị? 37. À 37 tuổi rồi chị. À 37 tuổi mà chị rất là trẻ nha cả nhà. Rất là trẻ luôn, trẻ và xinh đẹp nữa. Nhưng mà chồng thì bỏ đi. Thật là vô tâm để lại 3 đứa con nhỏ. Cẩn thận nha chị nha. À 4 đứa con nhỏ chứ. Từ từ thôi chị, không cần hấp tấp. Tí nữa mẹ nó bay về, mẹ nó sẽ nuôi nó à. Đó, chị nắm cây đó. Ông bà nói là sòi giòn mít dẻo mi dai. Đây, đập lên cây đây nè, mình giữ cho. Chị leo cây rất là chuyên nghiệp nha cả nhà. Đi vô con gái đi vô.
Chị ấm bé vô ơi. Mẹ vô. Mẹ ấm đấy. Vô nhà cả nhà. Vô nha. Thường á. Cả nhà thấy nó ra bông quá trời cái điều này. Cây đó ở chỗ gà gọi là cây điều nha cả nhà, cây hạt điều. Hoặc là mình có thể gọi là cây đào lộn hộp cũng được nữa. Tại vì tiếng Việt của mình phong phú quá, một cây mà nó có nhiều tên lắm. Chị không có vườn có rẫy gì hả chị? Có đây mẹ đây. À có mẹ hả? Ừ, có mẹ. Ừ. Nhà chị có mấy anh chị em? Năm. Năm anh chị em luôn. Rồi anh hai với anh ba có vợ hết rồi. Ồ. Anh em của mình có giúp đỡ cho mình được gì không? À, không hả? Người nào cũng khổ hết. À người nào cũng khổ hết. Rồi. Nắng quá ha. Em thấy bên kia có hai ba con bò, là bò đó của ai vậy chị? Đây hả? Dạ. Đây là bò mẹ. Bò mẹ hả? Dạ, bò mẹ, như nước cho mẹ. Cho mẹ hồ nghèo á. À, hồ nghèo là cho được hai con đó. Dạ, mẹ không có cha. Ừ. Dạ, bố chết rồi. Ba chết rồi, còn một mình mẹ, như nước cho. Ừ. Cho ba. Giờ mình dọn ở đây cho bò ăn. Dạ, cho bò ăn. Ừ, cho bò ăn. Gà sẽ đưa cả nhà mình đi đi vào trong cái ngôi nhà của cô chị một chút nha, để mình tìm hiểu cái ngôi nhà của chị một chút xíu. Gà nó chạy vô nhà này cả nhà. Ở trong đây thì cái ngôi nhà của gia đình bên dưới là nó bằng đất nha cả nhà. Đất thì bên trong đây nó hơi tối một tí xíu. Vì gà thấy cả nhà đang ăn cơm với lại canh mít nè. Đây là canh mít nè cả nhà. Canh mít với lại có khô hả? Dạ, có khô đó. À. Khô đây nè. Ừ. Cơm thì nó cứng lắm. Ừ. Cái này là gà muốn chia sẻ với cả nhà mình nè. À. Có nhiều cô chú góp ý nói là cái nồi cơm này nè, mình chỉ cho người đồng bào họ xới cơm lên, ý là mình xới cho cái hạt cơm nó rời ra, chứ mình để cứng vậy nè thì mình ăn nó không có ngon. Mình xới lên là nó nhanh thiêu lắm, tại vì họ nấu một lần là ăn cả ngày luôn, có chỗ họ ăn qua ngày mai luôn. À, đi ra con gái ơi, đi ra đi ra chú ấm đi nè. Ấm đi, nó chịu liền ở nhà, thấy chưa? Thấy thương chưa? Ủa mà sao nó hiền với chị? Ừ. Gặp người lạ sao hiền vậy? Ừ. Ai cũng hiền như vậy đó hả? Nó tưởng bà của nó hả mà. Ừ. Gặp người lạ mà hiền quá à. Nhà bà nó đi lúc nhỏ. Ừ. Tới giờ này luôn. Mỗi ngày là cháu đồ có sữa đồ uống không chị? Không có sữa uống hả? Không có lon sữa nào, hộp sữa nào cho cháu uống luôn. À. Bây giờ gà đang đi bán me nè cả nhà ơi. 1 kg 10.000 nha. Cả nhà mua ủng hộ cho chị 1 kg 15.000 nghe, me rất là ngon nha. Ở trong đây khoảng chắc 15 kg, 20 kg gì ha. Con cái đó không chị? Chắc cái đó. Ừ. Chắc hơn cái đó. Ồ nặng lắm chứ. Chắc là nghĩ là con 20 kg quá. Nặng 20 kg là 1 kg 10.000. À, vậy là được có 200.000 nè. Ba bốn người xúm lại làm. Dạ. Ừ. Cũng được. Bây giờ mình đi xuống dưới nhà chị dưới đó đi ha. Chị. Xuống dưới làng á. Chị không có xe đi. Thì em sẽ cho chị xuống đó. Ừ. Nha. Dạ. Xuống đó có thể là em sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho mình. Thì em muốn là chia sẻ những cái hình ảnh cái ngôi nhà của chị dưới làng. Nếu như mà chị có nhà với làng đàng hoàng thì mình ở dưới đó con cái của mình nó sẽ thoải mái hơn ha. Có điện, có nước đồ. Còn ở trên núi đây thì
không có điện nước. Ví dụ như mình đói mình chạy lên để ăn ké cũng được. Bây giờ mình đi xuống đó đi chị đi. Đi xuống đi con đi. Đòi đòi ấm cả nha. Ồ thương quá à. Chúng ta đòi ấm rồi. Ấm xuống núi nha. Này hai con bò đây, điên đây nè chị. Điên đây nè. Đường đây đi được không? Được. Này hai con bò này cả nhà. Hai con bò nhà nước cho ôm nhôm mà, thấy ôm nhôm mà, tại vì trên đây không có cỏ cho nó ăn. À, ở đây nè. Thương nó. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là gà đang ở dưới làng, đang ở trước cái ngôi nhà của chị nè. Đây đây con, đây con, đây con. Đây, ẵm nè. Bé này đi theo gà không hả nhà ơi? Đi theo mình không à? Chị đâu đâu? Về đây thì mới thấy bé nói nè. Ở nhà coi cái nhà của chị nè. Con một nó ăn hết rồi, ăn nát hết trơn. Lúc mà chồng của chị chưa bỏ chị đi á, thì chồng của chị làm lên cái ngôi nhà này. Bây giờ chồng của chị đi rồi, bỏ lại chị ở đây nuôi bốn đứa con ở đây. Mời cả nhà mình đi vô trong nhà của chị nha. Phía trước thì ở đây là nó rất là thấp nha. Ở đây thì gà thấy một nó ăn, ăn nói chung là nát hết rồi. Mình đụng con cái là nó bể ra hết rồi cả nhà. Xin chào đại gia đình nhà mình nha. Đi xuống con, đi xuống. Vô nhà thì phải bỏ dép ra chứ. Bỏ dép ra. Rồi, đi tới mẹ ơi. Tới mẹ bỏ mũ ra cho nó mát nha. Cầm mũ tới mẹ ơi. Ừ. Ồ, đây đây là bác là mẹ của chị hả? À, con chào bác nha. Bác chào con hỏi chút xíu nha. Bác tên gì vậy bác? Thêm. Tên gì bác? Phem. Tên Phem hả? Bác đừng có sợ con nha, con đâu có làm gì đâu, sợ con. Sợ đâu. Ngại hả? Không ngại đâu. Thấy người lạ ngại cả nhà. Ít nói người đồng bào, ít nói lắm, tại vì ít tiếp xúc lại người Kinh đó. Lầy gớm không? Con cảm ơn bác nha. À bị bệnh hả? Ít nói. Dạ. Đi qua đây con, lì quá à. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Chị cho em đeo cái mic nha. Đây là cái ngôi nhà của gia đình. Gà thấy là lưới nhựa nó đóng nhiều quá chị ha. Dạ. Ở đây có cái tivi đẹp quá cả nhà. Ở tivi đây hả, đó là mình mua lâu chưa chị? Mua lâu rồi. Lâu rồi. Lúc mà ổng ở với chị á. À, chồng mình mua hả? Chồng mua. Và chồng mình bỏ đi rồi. Dạ. Cái ngôi nhà đây mình làm khoảng bao nhiêu năm rồi chị? Năm sáu bảy năm rồi. Sáu bảy năm. Con này 18 năm rồi, 18 tuổi rồi. À, tại vì gà thấy tất cả nhà con trong đây nè, một nó ăn hết, ăn nát hết luôn, ăn từ trên lưới nhện nó đóng. Gỗ đây mà mình khi mà trước khi mình làm là mình phải ngâm nước thiệt là lâu cho nó thúi luôn á, mình ngâm mấy cây cho nó thúi luôn á thì một nó không có ăn. Còn mà mình đem cây về mà mình làm á là một nó sẽ ăn liền. Lì quá à, tha ấm đi chơi nè. Đòi liền cho thấy cả nhà thấy chương chưa. Bé này là con gái mình. Con gái. Có bao nhiêu tuổi rồi chị? 13 rồi. 13 tuổi hả? 10. 13 tuổi còn đi học không bé? Không học rồi. Bé xinh đẹp giống mẹ quá à. Đây, ngồi xuống con, ngồi xuống tí nữa chú mua sữa cho uống lên. Đây, ngồi xuống nha. Ngồi xuống im nha. Đừng có quậy nha, quậy chú không mua sữa đâu nha. Đây, ngồi im nha. Ngồi xuống dưới đây, ngồi cả nhà. Ở đây em thấy nhà dưới đây không thấy nhà vệ sinh. Dạ. Là mỗi lần mình đi vệ sinh mình chạy đâu? Đi suối. Đi xuống suối hả? Dạ. À, lên núi hả? Dạ. Ở dưới làng mà không có nhà vệ sinh thì nó khổ quá cả nhà ơi. Không biết đi đâu. Không có tiền làm nhà, không có tiền xe vệ sinh. Tiền ăn không có. Nhưng mà em nghĩ cái ngôi nhà của mình vào cái tháng mưa nó giọt lắm ha. Ôi giọt lắm, mưa chạy xuống đây nè. Ngủ không được luôn, ngồi. Chứ nào hết mưa nắng này nè, mình xuống lắm. Chứ nào mưa vô, mưa ngủ không được. Yeah. Ngồi chứ nào hết mưa, lấy cái khăn này nhắc vô mới nè nè. Hai bên. Mẹ của chị là ở với chị luôn hả? À, ở với chị luôn. Là ba của chị đâu? Chết rồi. Mất rồi hả? Mất lâu rồi.
là cả gia đình mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ở trong đây. Thương quá cả nhà. Giờ chiều đây mình ăn cái gì? Không biết mua gì ăn luôn. Nhà mình còn gạo không? Còn hôm qua xin gạo em gái hồi nãy á. Xin gạo. Dạ. Thì có gạo thôi chứ không có gì ăn hết. Dạ, không. Tí con. Không có gì ăn luôn. Biết còn đang chơi hip hop nữa cả nhà, thương nha. Mừng hay ha. Bé nhỏ này hay... có đi phụ mẹ làm cái gì không? Có ở nhà giặt đồ coi em chỉ đi làm vậy. Bé xinh đẹp giống như mẹ đó nha. Nhưng mà cả nhà thấy mẹ rất là trẻ đúng không? 37 tuổi rất là trẻ luôn. Mà con lớn mình mới vô mình thấy mình tưởng là chị em với nhau không? Lấy chồng sớm á. Lấy chồng sớm hả? Chồng năm 17. Bao nhiêu tuổi là chị lấy chồng? 17. À 17 tuổi. 17 tuổi lấy chồng rồi. Tí nữa mua sữa cho con uống nha. Nha. Đừng có quậy nữa nha. Tí nữa chị mua sữa cho cháu uống nha. Thì giờ gà cũng đã xuống dưới cái ngôi nhà mình mà mình thấy cái ngôi nhà của gia đình chị thật sự rất là khó khăn luôn cả nhà. Tại vì tổng cái ngôi nhà mà gà nhìn sơ qua là gà thấy nó một nó ăn từ ở trên xuống dưới luôn rồi. Cái cây nào nó cũng một ăn hết đó. Chắc gà nghĩ trong vòng từng tầm một năm nữa thôi là cái nhà đây nó sẽ sập xuống. Mình không còn chỗ nào mà để ở nữa. Hồi nãy á, thì con có lấy cái số tiền quỹ của cô Nghiên Hiếu ở bên Mỹ. Thì cô có gửi cho con là 5 triệu đồng. Thì con đã gửi tặng cho gia đình em của chị Hiền ở trên núi. Lúc nãy là 3 triệu. Thì vẫn còn lại 2 triệu. Con xin phép cô là gửi cái số tiền quỹ 2 triệu đó cho chị Hiền luôn. Để chị Hiền có tiền là mua sữa cho mấy bé nhỏ. Với lại con cũng xin phép một chú giấu tên ở Đồng Nai. Thì chú có gửi cho con là 2 triệu đồng. Thì con xin phép chú là lấy cái số tiền của chú để gửi tặng cho chị. Để chị có tiền để... hôm nay mình mua cái món gì đó ngon ngon để cho gia đình ăn. Như là mình mua những thứ mà cần thiết trong gia đình á. Thì gà đã đến đây thì gà thấy cái hoàn cảnh của chị đó là khó khăn cả nhà. Đặc biệt là cái ngôi nhà nó sập sệ rồi. Có lẽ là có trong năm nay thôi thì nó sẽ sập xuống thôi. Tại vì cây nó ăn một nét hết trơn. Trong đây là 4 triệu đồng nha cả nhà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tờ 500 ngàn đồng là 4 triệu nè. Đây em gửi cho chị nha. Đây chị muốn chịu nha. Dạ. Cảm ơn Nguyễn Thượng Vương cho chị mua gạo ăn. Mua sữa cho em uống, mua cá, mắm cho con ăn. Cho chị xem, cảm ơn hai em. Cảm ơn chị không nhiều. Biết gì hơn nói mấy cho em. Thì gà cũng xin rất nhiều. Gà cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn cô Nghiên Hiếu ở bên Mỹ và một chú giấu tên ở Đồng Nai. Chúc cho hai cô chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống của mình. Thì buổi sau á là em sẽ quay trở lại đây để thăm gia đình của mình nữa. Em chúc cho gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe ha. Mình phải cố gắng lên để mình có sức khỏe để mình đi làm, mình nuôi con của mình. Bây giờ gà cũng xin khép lại video tại đây luôn nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã mở tấm lòng vàng, luôn ủng hộ gà trên mỗi chuyến đi và giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở miền núi nha. Chúc cho cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Hẹn cả nhà mình những tập video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.